Tu thân dưỡng tính, tu khẩu nghiệp. Vì sao người xưa dạy họa từ miệng mà ra? Cổ nhân thường dạy bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Một người có số mệnh có tốt hay không chỉ cần anh ta mở miệng là có thể biết. Do vậy khẩu nghiệp rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Những việc làm tổn đức cả trong cuộc đời người ta không phải ngày nào cũng có thể làm. Nhưng những lời nói làm tổn đức, những lời nói khó nghe, những lời nói bất chính rất có thể được nói ra hàng ngày. Thuận theo thời gian, khi việc tổn đức do khẩu nghiệp gây ra tích tụ lại càng nhiều, phúc báo sẽ đều từ cái miệng này mà biến mất. Vì vậy, những người mà lời nói gây tổn đức cả đời sẽ lao đao, vất vả, khổ cực. Khẩu đức đến và đi với bất kỳ ai cũng đều như nhau. Có rất nhiều phúc báo đều thông qua những lời nói từ miệng mà mất đi. Có người nói, tôi không làm việc gì xấu cả, nhưng sao vẫn vất vả, vẫn cực khổ. Bạn nên nhớ rằng, những khẩu nghiệp kia có thể làm phúc báo của bạn hao tổn một cách nhanh chóng, và từ đó sẽ làm mất đi vận may trong cuộc sống, từ đó làm cuộc sống của bạn luôn không suôn sẻ. Cổ nhân thường giảng, ngôn do tâm sinh. Nếu miệng luôn nói những lời không tốt, chê trách, nói xấu người khác, nói những lời nguyền rủa, mắng nhiếc người khác, đều sẽ nhanh chóng bị tổn đức, mất đi phúc báo. Không chỉ là nói những lời chê trách, kể cả nói những lời chê bai, những người lớn tuổi hơn cũng đều có thể mất đi phúc báo. Có những người vợ rất thích than phiền nói xấu chồng, nói chồng không tốt thế này, không tốt thế kia. Khi xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, ngay đến cả cha mẹ, tổ tông nhà chồng, nhà vợ cũng đều dám mang ra chửi. Còn dám nói những lời khó nghe nhất. Điều này sẽ tạo khẩu nghiệp rất quan trọng. Cứ như vậy sẽ làm cho gia cảnh trong nhà ngày càng khốn khổ, khổ cực. Là bởi phúc báo đều đã theo những lời mắng nhiếc chửi bới kia bay đi hết rồi. Vì vậy cái quan ải tạo khẩu nghiệp này trong cuộc sống chúng ta nhất định nên chú ý. Miệng nên nói lời để có thể giữ được đức. Đừng chua nga nói xấu người khác, như vậy mới có thể giữ lại phước lành. Vậy thì tại sao miệng có thể làm ta tổn phước lành, mất đi phúc báo nhỉ? Bạn nên nhớ phúc báo là có tiêu chuẩn căn duyên, chính là nhân duyên hòa hợp. Nó cũng là một sự thể hiện của một loại trường năng lượng. Ví dụ, bạn đi đến chùa làm thiện nguyện. Theo bạn có phải do hành động quét dọn sân chùa và hành động lau bàn ghế nhà chùa mang lại phúc báo cho bạn? Xin thưa với bạn, tất cả đều không phải. Mà chính là tâm niệm của bạn mang lại phúc báo cho bạn. Chính là vì chúng ta xuất tâm vì lợi ích cho chúng sinh mà quét dọn sân chùa, mà dọn dẹp vệ sinh và cùng mọi người kết duyên vui vẻ. Tất cả từ đó sẽ mang lại thiện niệm cho chúng ta. Khi tâm niệm này được xuất phát ra, năng lượng chính yếu từ bi của vũ trụ được cảm ứng. Lúc này bạn sẽ nhận được sự gia trì của nguồn năng lượng chính yếu này. Nó liền tạo ra cơ duyên để bạn đắc được phúc báo và may mắn. Và phúc báo phước lành của người ta chính là được tạo thành như vậy. Ngược lại với những người luôn oán trách trời đất, phúc cũng sẽ bị hao tổn rất nhanh. Những phúc báo bị mất đi đó chính là do tâm họ khởi tác dụng làm tổn thất. Trong tâm họ khi đó sẽ có xu hướng ích kỷ, có xu hướng oán hận, có xu hướng đố kỵ, có xu hướng dần trở nên keo kiệt, tham lam, lãng phí, và lúc này chính là thời điểm phúc báo sẽ bị tiêu mất. Một người luôn oán trời, trách đất, không trân quý những gì đang có, luôn sinh tâm oán giận, lại thông qua miệng lưỡi, không ngừng nói lời làm nhảm, chê trách, nói xấu người khác, thì phúc lành cũng nhanh chóng bị mất đi. Miệng luôn nói lời tốt đẹp, trong tâm cũng đầy thiện niệm, nói những lời hay ý đẹp trong kinh Phật, nói những lời tốt đẹp, mềm mỏng, thiện lương, làm vui lòng người khác. Miệng muốn nói được lời đẹp, trong lòng phải có tâm thiện lương, cũng giống như từ trường tốt đẹp mà vũ trụ đã xuất phát ra, và từ đó điều bạn được là phúc báo. Thế nào là một trái tim thiện lương? Trước tiên đó chính là trong tâm biết đủ và biết cảm ơn. Biết đủ chính là một loại thành quả. Một con người khi càng tu hành càng biết thế nào là đủ. Với bất kể hoàn cảnh nào trong cuộc sống xung quanh đều biết luôn thế nào là đủ. Và biết tạ ơn như vậy mới có thể tiến bộ. Chi nhân bất tất ngôn tận, lưu tam phân dư đích giữ nhân, lưu ta khẩu đức
giữ kỷ. Tạm dịch: hiểu người không nên nói hết, giữ lại ba phần để họ tự hiểu, lưu lại chút khẩu đức cho bản thân. Trách nhân bất tất hà tận, lưu tam phân dư đích giữ nhân, lưu ta độ lượng giữ kỷ. Tạm dịch: trách người không nên trách hết, giữ lại ba phần để họ tự hiểu, lưu chút độ lượng cho bản thân. Tài năng bất tất ngạo tận, lưu tam phân dư đích giữ nhân, lưu ta nội hàm giữ kỷ. Dù có tài năng cũng đừng nên kiêu ngạo, giữ lại ba phần để người khác tự hiểu, lưu chút hàm ý lại cho bản thân. Phong mang bất tất lộ tận, lưu tam phân dư đích giữ nhân, lưu ta thâm liễm giữ kỷ. Dù có lợi thế vượt trội cũng không nên lộ ra hết, giữ lại ba phần để người khác tự hiểu, lưu lại sự hội tụ sâu lắng cho bản thân. Hữu công bất tất yêu tận, lưu tam phân dư đích giữ nhân, lưu ta khiêm nhượng giữ kỷ. Dù được thành công cũng đừng nên đi khoe khoang, lưu lại ba phần cho người tự khác biết, lưu lại sự khiêm tốn cho bản thân. Đắc lý bất tất thưởng tận, lưu tam phân dư đích giữ nhân, lưu ta khoan hòa giữ kỷ. Muốn đắc được đạo lý không nhất thiết phải đi tranh cướp, giữ lại ba phần cho người khác, giữ lại chút khoan thai hài hòa cho bản thân.